Thưa quý vị, phát triển đảng trong lực lượng đoàn viên thanh niên đang được đoàn các cấp xác định là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho đảng. Thông qua các phong trào và hoạt động đoàn, đoàn viên thanh niên có cơ hội thể hiện mình, còn các tổ chức đoàn cũng nhờ đó phát hiện những nhân tố nổi bật để bồi dưỡng, giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp. Những đoàn viên ưu tú được Đoàn Thanh niên Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu giới thiệu cho đảng, ngoài thành tích học tập nổi bật, còn là những nhân tố nổi bật qua các hoạt động phong trào do đoàn trường tổ chức, nhất là các hoạt động thiện nguyện. Từ năm 2022 đến nay, đã có hơn 40 đoàn viên ưu tú được đoàn trường giới thiệu, trong đó có 13 người đã được đứng vào hàng ngũ của đảng. Thì ban chấp hành đoàn cũng luôn tạo nhiều sân chơi, tạo nhiều các hoạt động bổ ích và mang các yếu tố rèn luyện đạo đức, tư tưởng chính trị cho các bạn đoàn viên, để tổ chức đoàn thực sự là một cái nguồn lực mạnh mẽ để phát triển đoàn viên, để đứng vào hàng ngũ của đảng. Việc kết nạp đảng trong các trường trung học phổ thông đang được tổ chức đoàn tại các trường học chú trọng ngay từ năm lớp 10. Những đoàn viên có thành tích học tập nổi bật, nhiệt tình tham gia các phong trào đoàn, có hướng vào đảng, sẽ được đoàn giới thiệu cho chi bộ trường, tạo điều kiện bồi dưỡng, rèn luyện để kết nạp khi đủ 18 tuổi, hoặc giới thiệu kết nạp đảng khi theo học tại các trường cao đẳng, đại học hoặc địa phương cư trú sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì năm nào mà nhà trường cũng tạo điều kiện, đó là giới thiệu những học sinh ưu tú tham gia học bồi dưỡng những lớp cảm tình đảng do bên thành ủy tổ chức. Thì đây cũng là một trong những cái điều kiện rất là tốt để cho các em học sinh có cái cơ hội cũng như là để phát triển mình ở các trường đại học khi mà các em kết thúc học chương trình phổ thông. Nhiệm kỳ 2022-2027, tỉnh đoàn đặt mục tiêu giới thiệu 8.000 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, trong đó có ít nhất 70% đảng viên trẻ được kết nạp từ đoàn viên. Ngoài nguồn phát triển đảng tại các trường học, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh cũng tăng cường tổ chức các chương trình hoạt động đoàn, từ đó phát hiện, bồi dưỡng giới thiệu 1.480 đoàn viên ưu tú cho đảng, trong đó có 529 đoàn viên ưu tú được kết nạp. Khi mà mình là một trở thành một đảng viên ấy, thì mình cảm thấy là có trách nhiệm hơn trong các cái công tác đoàn thể và các cái hoạt động của chuyên môn. Thì với cái vai trò chức trách của một đảng viên ấy, thì mình rất cần phải làm gương cho những cái đoàn viên khác mà chưa kết nạp đảng, để cho các em có một cái sự phấn đấu trong tương lai. Giáo dục tư tưởng, bản lĩnh chính trị của các bạn đoàn viên một cách căn cơ hơn, một cách bài bản hơn, để các bạn hình thành cho mình một cái mục tiêu phấn đấu là chính đáng, một cái mục tiêu cống hiến cho xã hội là hết mình. Mà đoàn viên đã là đảng viên thì chúng tôi sẽ tiếp tục có những cái giải pháp giúp cho các bạn này là tấm gương đi đầu, làm những cán bộ ưu tú, điển hình để cho lớp lớp các bộ đoàn viên lấy đó mà noi theo. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, các tổ chức đoàn hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu giới thiệu hơn 6.500 đoàn viên, hội viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp, góp phần bổ sung nguồn đảng viên trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết, qua đó tăng sức chiến đấu cho đảng.